Dịch gắn buôn sơn dập mai quý trở tỷ năm nhàn, mâu phấn úi bèo châm lồng châm kéo biển Lê Văn Vũ châm út tóng nậm khao xà mường mô huyện nậm nhùn, xanh Lê Châu, đã bến tràng chợt châm tế mâu phấn, úi bèo phán gắn tốc mày lông chết châm tế bùng. Mái chơi chấu bút tròi buồn quần xin, mâu phấn úi bèo nái dòng bách tàu khủ kiện buồn phải trăm biển chấu công châm tế bùng, cứu coi chốt mà dệt húng chấu bút tròi buồn trăm khuôn biển châm xả. Mạng bùa tiết tiệu mạch lầy mình chứng nhận khớp châm xị ván kháng úi bèo châm tề bùng. Có Lê Văn Vũ đã con tái kiểu bé nhu đầu tư úi tái kiểu hăng công nghiệp. Khoai tàu tổng xếp buồn phải chăm tiệu buồn khâu. Có tổng xếp đót mà chăm xị khen liều bếp mình căn tổ. Kiểu mạng có buồn sâu, trường tổ có lớp tập khấn úi buồn bèo. Liều chỗ căn hăng khái bài hợp tái kiểu khủ kiện châm bé nhu. Đảng hoi chưa phán hết tại dân mình mai ước buồn bèo dốn dần, gian tài ước buồn phong yếm pháo, mỏng bột, mai bèo khác này tổng bách khấu mài khác này, dân tổng bách giấy, to tài bách úi. Gian này do bức khăn úi, tổng bách tiết tiểu mảng tháo trong viện châm xạ, tổng bách thánh buồn đầy trình úi bèo này, này bách dạy tiểu liều chê cho anh chốt khát chấu, chứ tổng bách trẻ bách câu tại rất kháng kháng úi bèo xếp tẩy trên nhiều bèo chấm cá nhoàn liều bếp mai bèo toàn úi biết là nói chung là cũng rất là khó khăn đấy, rất là khó khăn vì là cái năm đầu tiên mà nuôi đấy, cá mắm chết rồi xong rồi vợ con gia đình là phải là vay mượn các thứ đủ kiểu để lấy cá giống các thứ về đấy. Mà được đến ngày hôm nay thì cũng là trong một cái quá trình mà được đến cái lồng bà mà được như hôm nay cũng rất là mãn nguyện rồi. Nị khôi nay có vũ mài nghề chẹp lồng úi bèo tái cứu có thành bèo mài châm út xuông. Ây căn tế tiểu phún tánh chậm có vũ bài kháng ý chính lệnh nghề chẹp mô vắng kinh tế chậm có nhịp bèo chưa thứ mài quý dịch tỷ năm nhàn. Giải quyết công chấu bài ruộng buôn pu làn biển chấu công châm tệ bùng. Năm 2020 thì hầu như anh em hiện ấy sẽ là nghề trẻ bay có làn biển chiều nay đến chiều mai út chốt nhờ khơi mài chăm chưa nhập trong bành tổng bài quý trẻ tỷ năm nhàn trẻ kháng nên kháng thấy chưa bộ phún chưa khỏi quán tìm lồng liều bách úi yêu có làn biển chốt khá đều chế liệu bến chàng thương hiệu quần beo sông đà chiều nay hướng đầu tư sang năm 2021 thì mở rộng thêm lục bè mình phải mở rộng thêm quang bảo là bây giờ thì kinh phí đang nó đang khó khăn. Đây, thì mình muốn để 2021 này thì mình sẽ mở thêm một số lồng bè nữa và bảo anh em với một số người dân nữa quyết tâm để làm sao mà xây dựng được cái thương hiệu con cá đồng của sông Đà về dưới xuôi là cái quyết tâm để mục đích đặt ra cho 2021. Đối với mô hình nuôi cá tái cứu mơ phắng chim có vũ này giả mặng này bách dệt khốn mềm mại chê vậy thì chiếu căn thức tới tiểu mày lầy chim tề bùng nồng thúc vài quần khuyến nhận kéo đi tổng bách dành tái cứu môi trường nay thì tổng bách dệt tiểu đều bách chiếu thúc ai can hát tế tiểu chấm tháo cho mức ghẹt hay này bách ốc quần khuyến nhận dành cứu bách bạch on giả tức mặng hang mềm mô phắng này tế tiểu công khỏi tàu đảm bằng tốt châm xì kháng úi beo châm lồng châm có Lê Văn Vũ đã khỏi chết dẫn khốn úi mình sen buôn biển dân bường mô con tàn kiếu biển dân châm út tống dông đà con chuống nái bề mô vắng chớ nhận khốp chấm bài tiểu chuẩn chớ thánh châm có tổ chức ngành trên vị đền đầu tháo tế tiểu chẳng công khỏi quang tàu công chớ chớ nhập ván kháng chớ nhận khốp buôn biển dân châm có tống tẩy lăng.